Dạ, người Gò Công xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Thì hiện tại em đang có mặt ở đây gọi là ấp Xóm Lưới, xã Kiển Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Thì hôm nay em tới đây để làm gì? Ở đây á quý vị, cái đường này nè quý vị, gọi là đường đi vô Xóm Chài. Thì cách đây cũng khoảng tuần lễ em có tới thăm nhà của cô Sáu Luôn. Cô Sáu Luôn á quý vị. Đây Xóm Chài quý vị, cái chợ Xóm Chài. Rồi gia đình cô không may mắn có một cái hữu sự là con của cô đã bị mất ở trên đường, ở trên biển khi mà đi ghe, đi làm nghề đi cá trên biển á quý vị. Thì em có tới chia sẻ và hỏi thăm gia đình. Thì còn thật là may mắn, cái em có quay phim chia sẻ nên được rất là nhiều bà con mình biết tới. Và có tin vui là hôm nay em sẽ đến nhà cô thăm lại và gửi một số tiền là 1 triệu đồng của hai mạnh thường quân đã có chia sẻ là nhờ em, không có nêu tên thì em cũng xin gọi là tôn trọng, gửi cho em mỗi một người mạnh thường quân gửi cho em 500 ngàn, hai người là 1 triệu. Thì bây giờ em mời bà con cô bác mình cùng em đến nhà cô Sáu Luôn để mình thăm lại và mình gửi số tiền cho cô nha. Rồi bây giờ từ đường Xóm Chài nè quý vị, mình đi thẳng vô nha. Thì sẽ thử nhà cô có hai đường đi vô, nhưng mà em sẽ gọi là đi cái đường dễ nhất để bà con mình đi qua, ai có gì hay đồng cảm với gia đình cô có thể tới đây được luôn, tới luôn nha. Đi thẳng đường này cuối đường, còn ngã ba là mình ở trái nha. Chiều tối rồi cái bóng em dài luôn. Rồi tới cái ngã ba này nha, mình không có đi thẳng vô đó, rồi mình quẹo nào đi, quẹo được đó này. Cô khỏe không cô? Khỏe không khỏe nổi con ơi. Dạ. Hôm nay con tới thăm lại cô. Ủa mấy bữa nay cô có đi làm da chai nữa hả? Lộn thỏm đó con, mấy bữa nào nó chưa chết đó con. Vậy hả? Ừ. Giấu. Cái hôm bữa con có ra cái chòi nhà cô ngoài bà Kinh. Cô đi lượm bữa hôm mấy tớp nó lấy ráo con ơi. À lúc này con mấy bữa nay cô chưa đi lượm lại hả? Chưa con. Dạ dạ. Vô trong con ngồi chút đi. Dạ dạ. Được chưa? Cho con thắp cái nhang ảnh cái. Thank you.
cô ngồi đây ha, con chào chị với cô chút xíu nha. Dạ dạ. Mẹ nhóc đi sanh rồi hả? Sanh bữa nào cô? Mới đi nãy thôi. Gì bữa nay tới ngày sanh rồi hả? Tới ngày sanh rồi không biết đi gì. Đi với ai cô? Đi với ngoại chứ. Ồ, vậy giờ ở đây cô còn cô đây với mấy đứa? Ở đây hai đứa, còn đứa nhỏ đi luôn rồi, theo trển luôn. Ồ, vậy hả? Hôm bữa mình vớt được cái xác của con cô rồi về đây làm đám luôn hả cô? Ờ, về để có mấy tiếng đồng hồ rồi chôn luôn. Chôn cũng gần đây không cô? Gần. Dạ. Con tới đây chia buồn với gia đình cô nha. Dạ. Vì cái chuyện hữu sự không may mắn thôi. Nếu mà nó tới rồi thì mình chấp nhận rồi mình sống tiếp tục đi cô ha. Vì con vì cháu còn hiện tại nè. Cô có dự định đi làm với cha lại không? Đi nữa chứ không đi tìm ăn không. Vậy hả? Từ đây mà cô đi bộ ra bờ biển cô lụm luôn á hả? Đi bộ. Đi bộ. Dạ. Yeah. Vậy thôi cho em cởi cô càng luôn để cho mọi người thấy cô cô gọi khẩu trang đi con, con cô ngồi xa mà để cho bà con mình thấy cô, nhưng mà biết trên đường cô như thế nào ha. À, đây là cô Sáu Luôn nè quý vị. Thì hôm bữa em có tới nhà cô em chia sẻ, em có quay phim về hoàn cảnh của gia đình cô cũng như cái công việc của cô bấy lâu nay là cô đi làm ve chai. Cô cái bữa mà làm đám á con, rồi tới bữa nay rồi nhà mình có còn khó khăn gì không con? Còn khó khăn không? Cô chia sẻ cho mọi người biết được không con? Còn khó khăn gì không? Khó khăn sao con? Như là giờ thổi một mình cô mà nuôi ba bốn đứa cháu nuôi đâu có nổi luôn. Dạ. Rồi cô bệnh nữa thì đâu có khả năng đâu mà nuôi nổi. Dạ. Cô trong người cô đang bị bệnh gì? Tim con ơi, tim rồi lên máu nữa. Bệnh tim. Cô có thường đi khám bác sĩ được không? Đi khám rồi cũng như kiểu như không tiền rồi bỏ qua thì người bác sĩ nói vậy là về mua thuốc tim đồ uống rồi thôi. Dạ. Tim như thuốc hạ máu uống hàng ngày. Dạ. Hàng ngày luôn hả con? Ngày nào cũng uống hết luôn. Rồi cô đi mua ở đâu? Mua tiệm thuốc tây đây nè con. Tiệm thuốc tây hả? À. Thuốc tim, thuốc hạ máu để rằm trong nhà. Vậy là đâu có uống thuốc theo to của bác sĩ hả? Không. Giống như có triệu chứng gì ra nói hoài. Ra nói hoài rồi nó bán gì uống. Một ngày cô uống vậy là khoảng bao nhiêu tiền thuốc con? Ngày uống thuốc 20 ngàn. 20 có, 15 có, đâu có dám mua thuốc mắt đâu. 20 ngàn hả? Thì cô bữa hổm cô nói con cô định đi lượm ve chai là một ngày cỡ nhiêu? Nhiều thì được 50, còn hơi ít thì 20 thôi con. Vậy là đủ tiền đi đủ uống tiền. Thuốc rồi? À, đủ tiền uống thuốc. Có bữa không có nữa. Dạ. Rồi mấy đứa nhỏ này cháu thì cô là sao? Đi học hành sao? Tiền bạc quần áo thì sao? Giờ cha nó chết rồi thì chắc cho nó nghỉ học đó con, chứ tiền đâu cho học. Con gái, con ngồi xích vô này bà nội hả? Bà nội. Con học lớp mấy rồi? Nói lớn rồi. Con học lớp mấy? Lớp 5. Ở trường nào? Ở trường tôi học kiểu Phước Một. À, là ngay cái trường ngay chỗ gần quỹ ban á hả? Dạ. Con đi học thường thường đi học bằng gì? Bằng xe đạp. Xe đạp hả con? Dạ. Con... Nhà trường cho nó cái xe đạp. Nhà trường cho con hả? Ừ, bây giờ nếu mà bà ngoại bà nội nói vậy con nghĩ sao? Con muốn đi học không? Khó khăn sao mà cô muốn cho nó nghỉ vậy con? Tại vì con không ai mà nuôi nổi kiện ấy phụ ở đâu, có mình cô sao cô nuôi nổi 4-5 người thôi. Ngoài cái gì cô đi lượm ve chai để có tiền cô uống thuốc nè, thì cô phải lo cho mấy đứa nhỏ. Bỏ
Rồi mẹ với đứa nhỏ này thì ở nhà thì đâu bấy lâu nay có làm gì không con? Ở nhà từ hôm dịch tới giờ đâu có làm gì đâu, có lột tôm bằng cá rồi vậy giờ đâu có làm gì đâu. Giờ từ hồi mang bầu tới giờ đâu có đi. Vậy là tất cả là bốn đứa con. Con là lớn nhất hả con gái? Nói lớn đi con, nói lớn. À. Con học, con tên gì? Trần. Trần hả? Con học khá không? À, có lãnh thưởng, có giấy khen đúng không? Học có mang đủ thứ. À, quý vị, đây là những giấy khen bằng của cháu nè. Đây là mừng thọ cô Trần Văn Luôn nè. Đây giấy khen của cháu nè. Cháu học giỏi chứ ha. Vậy là hàng ngày con đi học là con tự đi học rồi tự biết chị học của mình luôn đúng không? Nhưng mà con thích đi học đúng không? Ừ. Cô thì cô nói cô không còn khả năng lo cho nó ăn học nữa hả cô? Không còn khả năng. Dạ. Rồi mẹ nó bây giờ phải đi sanh em bé nữa. À. Thì hôm bữa con cũng có tới đây, con chia sẻ cái hoàn cảnh của cô như vậy á, thì cũng được rất là nhiều bà con Mạnh Thường Quân biết tới. Dạ. Bà con cũng chia sẻ rồi gửi lời động viên hỏi thăm cô rất là nhiều. Thì con cũng báo cho cô tin là hôm nay con có tới đây để có hai Mạnh Thường Quân gửi cho con mỗi người 500 ngàn là 1 triệu. Thì con tới đây con gửi lời cho cô để cho cô xây chở cuộc sống hiện tại trước mắt và cũng trang trải những cái gì mà khó khăn hiện tại á. Con có cái đề nghị gì nè, con gửi cô xong rồi con có cái đề nghị gì ha. Đứa bé này nó chân gì nè cô? Chân. Nó muốn đi học nữa, cô cho đi học đi. Mọi cái khó khăn ví dụ như chi phí đồng phục quần áo hay là tập vở sách vở gì đó, con sẽ hỗ trợ cho cháu nó đi học được không cậu? Được. Vậy hả? Con mình cô cũng không có khả năng cho học con ơi. Con thấy được không cậu? Thưa bà con cô bác, thì em cũng xin chia sẻ lại cái hoàn cảnh của đây là nhà của cô Sáu Luôn. Cô thì năm nay cô cũng 66 tuổi của mình. 31 tuổi. Ủa vậy hả? Trời ơi, trời, con nhớ lộn rồi. Cô tới 71 tuổi rồi quý vị. Mà cô đi lượm ve chai để trang trải cuộc sống gia đình nè. Rồi để có tiền mua thuốc uống. Đó. Bây giờ gia đình cô lại có hữu sự là con trai cô vừa mới mất. Mất gọi là đầu năm đó quý vị, đi ghe rồi không may mắn rồi bị tai nạn. Ở chết luôn rồi. Thì mới vừa làm đám khoảng cũng cả tuần lễ này. Thì hôm bữa em có tới đây em chia sẻ đó, rồi cũng có nhiều bà con biết tới. Thì hôm nay em có đem theo số tiền là 1 triệu. Thì có hai Mạnh Thường Quân, nói chung người không có muốn em nêu tên ra, và em cũng tôn trọng để em gửi lại số tiền này cho cô. Đây con xin phép con gửi lại số tiền cho cô nha. Để cô có thêm nguồn tiền trang trải cuộc sống khó khăn. Thì hôm nào con có dịp con sẽ chia sẻ cái công việc đi lượm ve chai của cô để cho mọi người thấy. Yeah. À, còn cái đứa cháu nữa của cô nè quý vị. À, chân con ngồi với bà nội đi con. Yeah. Đây là cháu Trân đó quý vị. Thì cháu học lớp 5 đúng không con? À, thì hồi nãy em cũng có hỏi là cô cũng sáu nói là cho cháu nghỉ học rồi tại giờ hết khả năng rồi. Có mình cô mà vừa phải lo cái bản thân cô rồi phải lo cho
ba đứa, mà bây giờ con ra con dâu của cô mới đi sanh em bé nữa, nó khó khăn quá trời luôn. Bây giờ thì em có đề nghị bây giờ em sẽ giống như là sau này con có quần đồng phục gì đó, hay là sách vở cái gì học đó con có khó khăn thì chú sẽ giống như hỗ trợ cho con cái phần đó để con tiếp tục đi học ha. Bây giờ cho con hỏi cô nè, giờ cuộc sống hiện tại cô có mong muốn điều gì nữa không con? Mong muốn sao mà có sức khỏe được đi làm kiếm tiền nuôi cháu rồi cô thuốc men hàng ngày thôi. Chứ giờ thấy rồi nó chết rồi khỏi không ai làm nữa. Dạ. Mong cho mình có sức khỏe để đi làm ve chai ha con. Còn Trân, con có mong muốn điều gì không? Không biết gì hả? Cha mất rồi con có không có mong được gì hả? Không biết nói gì luôn hả? Nhưng mà con muốn đi học đúng không? Rồi. Thôi thì thưa cô, thì bữa nay coi như con tới đây con thăm lại, con thắp cái nhang cho con của cô. Dạ, thì con chia buồn. Dạ, con cũng chúc cô có nhiều sức khỏe giống như điều cô mong ước. Dạ, thì cuộc sống mà con ha. Dạ, mình phải cứ tiếp tục phải sống thôi. Dạ, bây giờ phải vì cháu mình thôi. Nhờ mạnh thường quân giúp đỡ giùm chứ còn thấy rồi cô ơi, không có nuôi thế nào mà nuôi nổi. Dạ. Thì con nghĩ mình sống tốt, sống vui là giống như có người người ta thương mình lại à cô ơi. Dạ. Còn Trân cũng vậy ha con ha. Con ráng học giỏi, ví dụ con học giỏi nè, con ngoan, con nghe lời bà nội với mẹ nè. Thì chú nghĩ cái mọi điều tốt đẹp sẽ đến với con thôi. Thôi con cũng xin phép cô ha. Dạ. Dạ em cũng xin phép chào bà con cô bác nha. Thì em hy vọng bà con cô bác mình xem cái video này, nếu mà vui vẻ thì có thể chia sẻ để được nhiều quý mạnh thường quân, bà con mạnh thường quân nhà hảo tâm biết tới, để mình có thể có một chút gì đó đồng cảm hay chia sẻ giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn như nhà cô Sáu. Thì cảm ơn mọi người rất nhiều, cảm ơn đã xem và ủng hộ việc làm của em người Gò Công. Rồi chào em biệt và hẹn gặp lại bà con mình ở video tiếp theo nha.